chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại có dịp gặp nhau trên cung đường Hồ Hảo Hớn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi từ đường Hồ Hớn đến đường Cô Bắc ha. Bắc để đường này chúng ta đi về đêm để xem không khí về đêm với ban ngày như thế nào ha. Thì đường Cô Bắc về đêm thì chúng ta chưa có đi, như ban ngày thì chúng ta đã đi rồi. Thì đến đây mới nhớ mình đi ngang qua nhà của anh Mười rồi mà quên, lúc đó quên bấm máy, anh thông cảm ha. Đây là hẻm 42, hiện đang làm đường nè, không phải làm đường mà là làm ống cống. Đó. Giờ làm ống cống lớn đó. Đổi ống cống lớn không à. Không biết sau này mình có đi với ống cống không. Nếu mà đi được với ống cống thì em sẽ review với ống cống cho cô chú anh chị mình xem nha. Mình không đi trên bờ nữa mà đi với ống cống xem ở dưới như thế nào. Giờ họ làm cái ống cống rất là lớn. Tại để đi đường cấp ngầm ở dưới luôn á, thay cho những cái mạng nhện ở trên trời. Đây là trường Cô Giang, bạn đồng nhỏ hay học đây. Ở đây là địa chỉ cơ sở 1. Còn cơ sở 2 thì ở bên đường Cô Giang. Đối diện thì có cái ủy ban phường. Kế bên thì hẻm nhà của anh Ly Bao nè. Nhân đây thì gửi số hình ảnh ở hẻm về đêm cho anh xem luôn nha. Xe rác. Tự do. Đây là ngã ba Hồ Hảo Hớn và Cô Bắc. Mình đi tí xíu nữa thì mình ra Trần Hưng Đạo, đến nhà của có một chú. Lúc sáng em mới nhận được tin nhắn là nhà chú nằm ở 99, chắc là 99 Cống Quỳnh. Nhưng mà video đó em sẽ thực hiện ban ngày ha, tại vì ban đêm mình không có thấy rõ địa chỉ. Rồi gửi chú lần sau nha. Bây giờ thì chúng ta đi đường Cô Bắc về đêm thôi. Đây có quán nhậu Lẩu Bò Quang Khải rất là đông. Hành trình này thì có lẽ hơi ngắn, tại vì cái đường này cũng không có gì đặc sắc cho lắm, không đặc sắc bằng đường Cô Giang, nên cô chú anh chị có những cái kỷ niệm gì thì comment cùng nhau chia sẻ nha. Đây có hẻm 185 Cô Bắc, kế bên thì có cái ni viện Pháp Hoa, ni viện. Hẻm này hẻm cùng thôi. Bên đây thì cũng có một dãy nhà xưa nè. Đối diện dãy nhà xưa thì có cái gara. Này cái gara này. Cái nhà rất là lớn, có nguyên kiến trúc Pháp. Một trăm bảy mươi lăm Cô Bắc. cùng nhìn lại cái dãy phố cổ này. Còn nguyên mái ngói luôn ha. Có một số nhà thì họ đã thay đổi cái mái ngói thành mái tôn. Có lẽ trời tối quá mà nhìn không ra. Cư xá 284. Trong đây thì có rất là nhiều địa chỉ nhà nè. Em có vô đó rồi nên em biết. Trong đó con nhà rất là rộng. Rồi mình cùng tiếp tục đi đến cái ngã tư Nguyễn Khắc Nhu nha. Mình vừa đi qua cái nhà Bảo Xanh mà bây giờ thành là cái tổ vệ sinh. Sài Gòn về đêm thì ở khu vực này thì không có tấp nập như ban ngày ha. Đường này thì rất là vắng, khúc này vắng lắm. Hầu như là cái khu này em đi đã giáp luôn á. Rất là nhiều cái video ở khu vực Cô Giang, Cô Bắc, Hồ Kho, nhưng mà vẫn chưa đáp ứng hết được nhu cầu của cô chú anh chị. Nhưng mà em sẽ đi từ từ, sẽ đến những cái địa chỉ đó. Mong cô chú anh chị mình thông cảm nha. Có lẽ đợi hơi lâu thì có lẽ cô chú anh chị hơi nôn nóng. Nếu mà em có bỏ quên comment nào, bỏ quên những comment địa chỉ nào thì cô chú anh chị mình cứ comment lại ha, em sẽ đi tiếp. Chỉ sợ sót thôi chứ bình thường là không thể nào đi hết được. Đây là ngã tư Cô Bắc và Hồ Hảo Hớn nè. Có Nguyễn Khắc Nhu chứ. Em cứ lộn Hồ Hảo Hớn Nguyễn Khắc Nhu hoài. Chúng ta đang đứng ngay đây là cái trước cửa của nhà sân khấu, nhà truyền thống sân khấu Cải Lương. Thì ở dưới thì họ bán cà phê à. Trước thì ở đây có hớt tóc nữa. Sau này thì không còn nữa. Đây là đường Khắc Nhu bên mặt trường Lương Thế Vinh. Trường Lương Thế Vinh về đêm nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi trên đường Cô Bắc nha. Mình nhìn qua bên kia thì là rạp Hưng Đạo. Đi tới tí nữa thì có rạp Hưng Đạo. Rạp Hưng Đạo mới xây lại. Dạ. Về trước đi. Được rồi. Lang thang vòng vòng xíu. Dạ. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Ông thấy em đi bộ, ông đòi trở về. Ở đây có cái đám tang à. Đám tang của cụ. Chia buồn cùng gia đình luôn. Đây là Cô Dinh Lê đó, nhà của cô vũ nữ. Bây giờ họ chắc cho thuê lại được rồi nè, hiện đang đập ra sửa chữa xây lại nè, hoặc là sang hay là bán gì đó. Xưa là hãng băng đĩa, kế bên thì có lò bánh mì nè. Thì khúc này thì có vẻ yên tĩnh. Đây, cái hẻm này ngày xưa là thông ra ngoài Trần Hưng Đạo nè, thông ra Trần Hưng Đạo. Nhưng mà cái hẻm này thì hẻm cùng rồi, hẻm 202 Cô Bắc, kế bên cái viện kiểm nghiệm thuốc. Thì đầu đường này là chợ rau cải mà em đã có review rất là nhiều video trước. Đây là cổng vô công trường đang làm của chung cư Cô Giang năm xưa, giờ là của Novaland luôn. Novaland đầu tư cho cái dự án này. Không biết khu này giải tỏa đến đâu ha, không biết đến khi nào thì sẽ giải tỏa tiếp nữa, nghe nói là còn giải tỏa tiếp nữa đó. Thì chắc video này em xin tạm dừng tại đây, vì khúc kia là chợ rồi, vì khúc đó em cũng có đi rồi. Sẵn đây thì gửi số hình ảnh ở đường Cô Bắc vừa đêm cho cô chú anh chị mình xem, hy vọng là sẽ gửi đến những cái kỷ niệm ngày xưa và cập nhật số hình ảnh của ngày nay. Cái gì cô chú anh chị mình cứ comment ha, em sẽ đi đến đó và sẽ quay lại cho bà con mình cùng xem. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Có vậy đi không? Từ đó hả? À không rồi. Đi vòng vòng cho nó giảm mỡ uống tốt nữa. Đấy là giống như gì bây giờ?